tôi luôn quá. Dạ. Bên đây Minh Tiết đi show. Mấy người dạ đúng rồi. Không không Minh Tiết ở nhà chút bỏ ra giờ á. Mấy người lần anh đi mấy người lần? 8 người. Anh đi 8 người. 8 người giờ mình sắp bạn đâu à, ba Khương? Rồi qua đây ngồi với em luôn nè ông xã. Dạ đúng rồi qua đây. Xuống đi anh được không? Em bồng xuống cho cục cưng của em. Rồi xuống. Ôi bự quá vậy. Ủa này cho anh bồng em với chứ em bồng anh. Đi qua đây với em luôn nè. Anh ngồi ở đâu? Ngồi ở đây không? Coi đá banh không? Anh coi đá banh hay coi đá bóng? Coi đá bóng. Coi đá banh thì bên này có đá bóng ở đây đá với em. Ủa đi chung mà phải không anh chị? Rồi vậy ngồi, ngồi ở đâu? Qua đây hả? Qua đây giùm em nha anh chị. Ôi trời ơi, thật đẹp trai quá vậy. Em tên Bé Lan. Em dẫn khách vô vô bàn luôn nha mọi người. Đá bóng luôn. Đó vô trong ngồi đi anh. Ngồi đâu 8 người bên đây nè, 8 người chứ bên đây nè quá. Bên đây được không anh? Khách kêu rồi đen. Cú đen trời ơi. Tôi bấm quẹ bây giờ đó ai suối. Con suối đúng không? Con mới suối ba kêu mẹ bằng cu đen đúng không? Có suối không? Vậy sao mới ba mới kêu cu đen đó con? Trời ơi. Vui quá vậy. Trời ơi ba kêu mẹ kêu cu đen sao con vui quá vậy? Mày mốt không có kêu cu đen nghe không? Mày mốt không có suối ba kêu cu đen. Mẹ con ngồi bên này mà. Ủa? Mẹ là mẹ con nè, cô là mẹ nuôi. Chứ giờ em coi mẹ với mẹ đâu có giống đâu, mẹ với con mới giống hai cái lỗ mũi nè. Hai cái lỗ mũi hai mẹ con mình giống. Lỗ mũi con giống ba con. Trời. Cục này nhét màu viên vô được. Trời ơi, cục này nhét màu viên vô được. Trời ơi, xuống. Ở bên đây không hay là muốn ngồi bệnh? Anh muốn ngồi đâu? Chụp tấm hình đi em. Ok ok. Ok 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 ok. Tấm hình đại gia đình đi. Vô vô đại gia đình mình vô nè. Vô vô đây em bú. Ê lộn em cạnh cho. Đưa điện thoại đây Phương chụp cho. Qua điện này em bú. Trời gặp bình sữa mừng dễ sợ đưa đem bú. Trời tôi giống con nít quá vậy chờ. Phương Phương chụp giùm. Vô vậy. Vô anh muốn ngồi đây hay bên kia? Gặp bên nào được vô. Vô anh như gì vậy chờ. Tự nhiên coi clip tôi hoài cái gặp ngoài đời sợ ma hay gì vậy. Rồi cười lên nè cái máy chụp hình bên đây nè chị. Rồi cười lên nha. Cười tôi lên nè. Chụp mấy tấm đi Khương. Xịn ơi. Xịn đâu, sao đứng là xịt vô ai đứng rồi. Cừ mấy nhỏ này ham hố lại. Rồi anh ơi em lỡ bú mình sữa của con nè anh. Rồi cảm ơn gia đình mình nha. Rồi gia đình mình ngồi đây giùm em nha. Ngồi đây được không hay là thích ngồi ở bển coi đá banh không? Ờ, thôi mình cho khách ngồi bên đây cho nó vui đi bé. Hết bàn anh ơi. Gáp hai bàn bự vô. Nè hai em bự bự đi nè. Để dọc cho khách vô đi. Ờ cho khách ngồi đâu cho khách ngồi. Vô đây. Ôi cho tự nhiên anh gặp bình sữa luôn vậy. Bình sữa của ai? Bình sữa của em đó em. Dạ đúng rồi vui vẻ. Vô đây là của anh hả? Bình sữa của anh hả? Bình sữa của anh á. Rồi giờ em hiểu sao anh bự vậy rồi. Ngày mấy bình khai thiệt đi ngày mấy bình? Sáng 8 bình. Sáng 8 bình. Rồi trưa mấy bình? Một ngày luôn là 20 bình. Nguyên ngày luôn là 20 bình đó hả? Trời ơi ơi hèn gì trời ơi là trời. Ở vô trong giùm em luôn nha chị. Vô đi vui vẻ đi. Ngồi ra. Đâu có ôm đâu, đâu có ôm đâu. Bên đây đi cho anh này coi đá banh. Rồi chút xíu nữa coi đá bóng. Banh ôm không? Đá banh. Ngồi đi. Ba cái, ba máy chạy. Hello mọi người nha, đây là chị yêu của em, 80 năm mà chị mới lên list nè. Đó, theo 8.403 dạng 76 lời yêu cầu chị bé sữa thì hôm nay bé sữa xuất hiện. Đó, ra đây xuất hiện, chị hỏi nó gọi về. Chị em chắc có tư, chắc có bệnh đâu. Trời ơi, để xe đi, mình cũng đi liễu luôn. Lỗi mẹ. Trời ơi, lạc quá nghe rồi.
Thôi đi chơi đi. Tâm sự ba chị em. Bữa nay đá banh đó, để đó khóa xe lại Phương. Hôm nay đá banh. Ủa đi bánh xe làm. Có làm đi mà, làm đi bánh xe nha làm. Rồi hello mọi người nha, thì chỉ còn vài ngày nữa thôi thì chị Diễm có dẫn nhóm, dẫn chị em đi là Bến Tre. Bến Tre để làm cái gì? Bến Tre để nạo vua. Em muốn đi nữa, cho em đi nữa. Đi không? Đi trời bến, ai trời. Có đi không được đâu. Có đi giọng nó quậy ta. Anh ơi. Đó kêu vậy thôi đó. Rồi chị tâm sự với mọi người đi. Tâm sự cho chạy, chị chảy lòng á. Nó chứ hiền lắm mọi người ơi. Ở hoài không nói, tranh lý cũng không nói luôn. Thì đây, đây là con gái của em. Mà không biết con gái không trai, con là con gái, con trai của mẹ nó đây. Con là con trai. Con là con trai nhưng mà tâm cũng là con gái. Nói chứ hello mọi người nha, đây là Trương Thành Lộc nha mọi người. Lâu lắm rồi Trương Thành Lộc mới xuất hiện. Thì Trương Thành Lộc đi với lại chị bé sữa thì hôm nay là mơn mởn được chút xíu nha mọi người nha. Lâu lắm rồi chị bé sữa là chị Diễm với lại Trương Thành Lộc mới lên clip. Thì như thường lệ em thay mặt chị Diễm với lại Trương Thành Lộc gửi lời chúc tới tất cả mọi người, chúc cho những anh chị em, bạn bè, cô dì chú bác mình đã xem kênh của Thu Vương Cá Biên Chiên này, kênh của Toàn Vlog, kênh của anh Loto LCGT. Chúc cho cả nhà có một ngày giữa tuần thật là vui vẻ, là luôn mát mẻ nha. Mọi người rảnh rỗi thì mọi người hãy ghé quán 258 Nguyễn Chu La, Lan Quế Phường để mình ủng hộ cái viên chiên. Mình cũng có thể coi đây coi đá banh đá bóng luôn nha mọi người nha. Đó thì 22 tây này thì em với lại chị Diễm, bé sữa nè, với Thành Lộc nè, với lại nhóm sẽ đi một chuyến đi chơi, kêu năm YouTube sẽ đi heo quay. Thì mong là mọi người sắp tới sẽ ủng hộ kênh nhiều hơn nha. Rồi chị nói đi. Tới chị hơi hơi. Chị hỏi em mệt chưa? Đó, mọi người hãy hỏi thăm chị Diễm nè. Thì bây giờ bữa nay thứ năm chị không đi đâu chơi hả? Không đi đâu chơi mà sao chị đẹp đẹp quá vậy? Đi event show nào nói cho nghe coi. Hôm nay bông hoa quá trời. Hôm nay thứ năm trời mưa lất phất cho nên hết mưa rồi. Chị Diễm đi tông hôm nay là tông hoa hồng. Tất cả các loại hoa. Hoa hồng nè, hoa hướng dương nè. Chị nè, có mở tại cười. Cái gì vậy? Tính làm cái gì vậy? Nhìn cái này là được rồi. Mở cái nó còn có một bản đúng rồi, đúng sao vậy? Ủa mở đèn chưa? Được. Mở rồi. Mở hết rồi, coi cuối cơn mở đèn chưa? Gì? Có của Toàn mở đèn chưa? Cái gì sao mở tia cộng rồi? Alo, alo. Em. Alo, alo. Alo, alo. 1, 2, 3, 4. Chim sẻ gọi đại bàng nghe gọi trả lời. Alo alo, cô đã giá hai có ba má đổi lấy vừa cô. Alo alo alo, alo. Where are you? American Vietnam Net Shop Model. Ok ok bé yêu, vô chị em. Đi chơi, đi chơi chị ơi. Ok, cảm ơn nha. Chụp hình không con, chụp hình với mẹ không? Chụp hai má con mình chụp hình, vô không con? Vô bé bi, vô. Bú đen hoài!